Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kimotun. Ở những cái bài post ở trên kênh của mình ấy, thì mình cũng đã post những cái ảnh mà sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách làm những cái bộ dây nguồn như thế này, những cái bộ dây nguồn cho phần rắc sạc, hay là những cái bộ dây nguồn để chúng ta có thể độ những cái bộ bi cầu đó. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách sử dụng những cái bộ kìm bấm như thế này đó, và cái cách bấm những cái bộ rắc cốt sao cho nó ok, nó đảm bảo kỹ thuật bấm, thứ nhất là vừa đẹp vừa chắc vừa đúng kỹ thuật đó, và chúng ta có thể làm quen một số cái mẫu cốt, mẫu rắc để chúng ta có thể là bấm những cái bộ dây nguồn hoặc là những cái bộ dây rắc sạc như thế này đó. Đây là cái bộ dây nguồn dành cho sạc HCE đó. Thì ở clip sau thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách bấm bộ dây nguồn cho rắc sạc HCE như thế này. Đây là cái bộ dây nguồn cho Sirius FI, và ở clip sau thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách bấm một bộ dây nguồn cho bi cầu, có thể là gắn cho bi LED, bi laser hoặc là bi xenon. Tùy thuộc vào từng loại bi thì chúng ta sẽ có cái cách bấm nó khác nhau. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi làm quen với các cái kiểu rắc cốt phổ thông để bấm những cái bộ dây nguồn hay là những cái bộ dây cho sạc như thế này. Phần đa những cái bộ rắc cốt để bấm những cái bộ dây nguồn cho sạc hoặc là những cái bộ dây nguồn cho bi LED, bi cầu, bi xenon của những cái xe số phổ thông thì nó sẽ hay dùng những cái phần rắc như thế này. Ở trên những cái bộ dây rắc chúng ta hay làm để bấm những cái bộ dây nguồn hoặc là những cái phần dây sạc thì chúng ta hay sử dụng những cái phần rắc như thế này, bấm những cái phần dây như ở đây. Thì như ở đây thì mình đang chuẩn bị một vài cái mẫu dây. Thứ nhất là những cái dây này nó sẽ là dây 1,5, dây 1 ly, và dây này là dây 1,5. 1,5 ở đây thì có nghĩa là cái lõi đồng ở trong này là lõi 1,5 mm, và cái vỏ ở ngoài này nó sẽ là 2 mm. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng những cái bộ kìm bấm như thế này. Thì chúng ta phải có một cái kìm như thế này để chúng ta có thể bấm được những cái bộ cốt rắc sao cho nó ok nhất. Đó, thì chia sẻ với các bạn thì ở trên cái bộ kìm này thì nó sẽ có hai phần khác nhau. Thứ nhất là phần gần bên tay trái của mình thì nó sẽ sâu, cái ngưỡng nó sâu đây, và phần bên phải đây thì nó sẽ cao hơn. Đó, thì các bạn có thể nhìn rõ. Rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt như sau. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có hai chân dài và hai chân ngắn, đúng không ạ? Ở chỗ này này, hai chân ngắn và hai chân dài. Rồi, thì khi chúng ta đặt vào kìm, chúng ta sẽ đặt như sau. Đó, nó là hai cái chân dài nó ăn về phía bên trái đây, và hai cái chân ngắn thì nó sẽ ăn vào cái gờ ở chỗ đầu móng tay của mình chị. Đó, thì chúng ta sẽ đặt nó vào như này. Và ở cái kìm này nó sẽ có một cái hạn chế ở đây, thì khi chúng ta bấm vào nó sẽ có lẫy, nó sẽ bạch bạch như này. Đó, ví dụ như mình muốn cho cái đầu cốt đực này vào đây và mình bấm hờ hờ như thế này, nó sẽ không bị rơi, bởi vì ở đây nó sẽ là cái khóa, thì cái này nó sẽ có dấu âm dấu dương để nó tính cái độ bóp vào đây, bóp khít hay là bóp hờ hờ thì nó sẽ ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng một cái dây này là dây 1,5 mm, chúng ta sẽ cho vào. Đó, thì chúng ta cho vào, nếu như chúng ta không quen thì sẽ có thể là phi sang tận bên này. Đó, nếu như các bạn bấm quen thì ở đây thì các bạn sẽ để như thế này này, thì khi phi vào thì đến đây nó sẽ có cái độ mắc ở đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái gờ cao, phi vào nó sẽ mắc ở đây. Rồi, thì bây giờ là chúng ta phi từ bên này vào nó sẽ mắc ở đây. Đó, nếu như chưa quen thì chúng ta nên nhìn ở bên này. Thì khi bấm thì cái đầu dây đồng của chúng ta nó sẽ bắt đầu đến cái chỗ cái cốt đồng của chúng ta. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ thực hành luôn cho các bạn, là mình sẽ chọc cái dây vào đây. Đó, và bắt đầu là chúng ta sẽ bấm. Và khi chúng ta bấm thì các bạn hãy lưu ý ở chỗ này, chúng ta bóp vào, bao giờ là cái bạch một tiếng là chúng ta thôi. Đó, bạch một tiếng, và đồng thời là cái này nó sẽ chạy. Đó, để mình làm lại nhé. Cái này bình thường là nó đang khóa ở đây, và bây giờ chúng ta bấm, nó cái bạch một tiếng và nó sẽ nhảy ra, như thế là ok, là chúng ta nhả ra. Còn nó chưa bạch thì nó sẽ chưa bấm khít ở phía mặt trên này. Đó, thì cái kìm chúng ta nó không tự mở ra, thì khi chúng ta bóp nó cái bạch một cái thì nó sẽ hết cái phần cữ đó, nó sẽ mở được ra. Và khi chúng ta bấm xong thì nó sẽ được như thế này. Đó, cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Chúng ta lôi như này, nó không bị tụt ra. Đó, cực kỳ là chắc và đẹp. Đây là mồi bấm đúng quy cách, nó sẽ tròn, nó đẹp như thế này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm những cái cốt to hơn, những cái cốt to hơn như thế này, những cái cốt này rất là bự này. Thì ở trên cái bộ kìm của chúng ta đây, nó sẽ có những cái hàm to, hàm nhỏ, nhỏ hơn và nhỏ nhất. Đó, thì chúng ta sẽ đặt khớp vào đây để thử, thì chúng ta sẽ thử như này. Đó, như thế này thì nó không vừa, như thế này thì nó sẽ vừa, nhưng mà nó kích. Đó, thì chúng ta đặt vào đây. Đó, và chúng ta bấm hờ hờ như thế này. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ thử luôn vào cái em này. Đó, như thế này. Nhưng như thế này thì chúng ta thấy là nó vẫn chưa được khít, đúng không ạ? Nó vẫn chưa được khít. Tất nhiên là chúng ta bấm như thế này nó đã đẹp rồi, nhưng như thế này là nó vẫn chưa khít. Đó, thì các bạn thấy là ở đây nó vẫn chưa khít. Và cái đầu ở đây
nó vẫn chưa được bấm vào mấy lại cái nhựa ở đây. Thì tiếp theo chúng ta cần thiết phải bấm lại để cho nó chắc hơn, thì chúng ta sẽ đặt sang cái phần rãnh tiếp theo thứ hai ở đây và chúng ta sẽ bấm thêm một lần nữa cho chắc ăn. Đó, cái kìm của mình là cái bạch một cái ở đây rồi. Đó, thì lúc này các bạn thấy là nó đã tròn vo và nó khít rồi. Đó, thì cái phần dây điện ở chỗ này, ở hai bên này, nó đã ôm khít. Và cái đầu cốt ở đây nó đã bấm mấy lại cái dây điện của chúng ta rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm những cái đầu cốt nhỏ như thế này. Những cái đầu cốt nhỏ như thế này. Thì chúng ta sẽ đặt nó vào những cái hàm sao cho nó phù hợp. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bấm một cái đầu dây có kích thước vừa phải như thế này. Rồi, chúng ta bóp. Đó, một phát là đẹp luôn. Đòi hỏi thứ nhất ở phía mặt trên, nó phải được bo tròn. Và phía mặt dưới, nó phải được ôm sát với lại cái dây đồng. Và cái chân chỗ này, nó phải được bấm vào mấy cái dây điện. Và yêu cầu ở hai bên được mép này, không được hở, nó phải được ôm tròn đẹp. Đó, đây là những cái mối đạt yêu cầu. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm một cái rắc nhỏ tiếp theo và một cái dây điện nhỏ. Ví dụ cái dây điện nhỏ như thế này. Thì các bạn có thể thấy là cái dây điện nó rất là nhỏ so với lại cái phần rắc của chúng ta ở đây, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ dùng kìm đặt vào cái hàm sao cho nó phù hợp. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái phần đầu dây điện vào cái phần chúng ta cần bấm. Đó. Rất là đẹp, tròn vo. Ở bên dưới, cái đoạn này đã được bấm vào dây, đoạn này rất là khít. Đó. Rồi là mình đã hướng dẫn các bạn bấm đơn dây. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm hai dây. Thì với lại những cái phần rắc mà nó có cái chiều ngoằm nông như thế này thì chúng ta vẫn có thể bấm được hai dây bình thường. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm hai cái dây. Ở đây là dây 1 ly. Hai cái dây 1 ly này, khi mà cả cái vỏ đặt vào đây nó sẽ rất là cao. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó cái phần vỏ dây vàng nó còn dày hơn cái dây đồng, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cho vào cái phần ngoằm sao cho nó phù hợp với lại cái phần cốt của chúng ta đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ so hai cái phần dây này sao cho nó bằng nhau, thò dài bằng nhau. Rồi, thì tiếp theo là chúng ta sẽ lùa nó vào đây. Đó, đến cái đoạn ngấn thì chúng ta có thể bỏ tay ra. Khi ép một cái dây đôi như này thì nó khá là nặng, thì chúng ta có thể bóp hỗ trợ một tay đây, hoặc là một tay khỏe thì chúng ta có thể bóp bình thường. Đó, thì đây mình cần bóp một tay này. Đó, các bạn có thể thấy là cái kìm của mình là cái bành một tiếng và cái này nó đã mở ra và bây giờ là mình bỏ ra. Đó, thì đây sẽ là cái phần kết quả. Đó, đây là bấm kép. Mối bấm đẹp thì cái phần trên này nó phải được bo tròn, ở hai bên mép này nó không bị hở. Và cái đầu cốt ở đây nó phải được bấm với lại cái dây vàng ở đây. Và chỗ này nó sẽ phải có cái tí phình lên. Nó phình lên như thế này thì khi chúng ta lôi nó không bị tụt, nó sẽ chắc. Còn nếu như chỗ này bóp mà chưa đủ lực, hoặc là những cái ngoàm của chúng ta bấm chưa đúng lỗ, cái ngoàm này chúng ta đặt sai vị trí thì nó sẽ bị lỏng. Nó lỏng thì khi chúng ta dứt như này nó sẽ bị tuột ra. Rồi, và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm dây kép, dây to hơn. Đây là dây 1,5mm và cái vỏ này nó là 2mm, thậm chí là nó hơn 2mm luôn. Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ bấm một cái đầu cốt khác đi. Đó, chúng ta đặt vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sắp cho cái này nó bằng và chúng ta lùa vào. Đó, thì các bạn có thể nhìn ở phía bên này. Khi chúng ta làm quen, chúng ta lùa vào thì nó luôn luôn nằm ở đây. Với lại là khi chúng ta bấm hai dây kép như thế này thì chúng ta lùa vào có thể là một cái ở dưới nó được mắc, bởi cái gờ ở dưới này, cái trên có thể là nó sẽ phi qua, thì chúng ta nên nhìn qua bên này một xíu. Đó, khi nó ok rồi thì chúng ta sẽ bấm. Đó, cái kìm của mình cái bạch rồi, nhả ra. Đây là kết quả. Mặt trên tròn, mặt dưới được bo cong đẹp. Đó, lõi dây đồng nó nằm trong này. Và cái phần đầu cốt ở đây nó vẫn phải được bấm vào cái dây đồng, dây điện của chúng ta. Và cái đầu này vẫn phải được phình ra thì chúng ta dứt như này nó mới không bị ra. Đó, thì cách này cực kỳ là ok. Nó rất là đảm bảo, nó rất là đẹp cho chúng ta. Bấm nó phải chuẩn thì khi chúng ta làm nó không bị tuột ra. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến những cái cốt khác. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái, đây, dùng cái này đi. Đó, mình sẽ bấm vào đây. Mình sẽ bấm vào một cái dây to. Đó, rất là đẹp.
một cái cốt nhỏ như thế này mà bấm dây ba thì nó sẽ như thế nào? Ở đây thì mình sẽ dùng ba cái dây này chập vào, dùng ba dây này chập vào luôn. Cái dây này sẽ có kích thước lõi đồng là 1 mm và cái vỏ này nó sẽ là 2 mm luôn. Ở đây cốt này khá là nhỏ đúng không ạ? Đó thì ba cái dây điện vào nó sẽ rất là to, thì chúng ta chỉ mớm kìm ở đây thôi và cái này nó sẽ không rơi được ra đâu các bạn nhé. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi sắp cái dây ở đây, ba dây, sắp ba dây như thế này và chúng ta lùa vào. Thì các bạn có thể thấy ba dây chúng ta lùa vào như này. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải dùng một cái lực khá là mạnh. Đó, cái kim của mình đã tách ở đây rồi. Và bây giờ là mình sẽ nhả ra. Đó, các bạn có thể thấy là ba dây cực kỳ là to nhưng khi vào đây vẫn ok. Như thế này cực kỳ là chắc, càng dây nhiều càng to, càng chắc. Đó. Đây là chập 2, đây là chập 3. Đây là 1. Và đây là chập 2 loại to. Đó, thì khi các bạn thao tác quen, các bạn bấm sao cho nó ok rồi thì lúc đó các bạn mới nghĩ đến cái việc là chúng ta đi bấm những cái bộ dây như thế này. Thì khi cái công việc của các bạn làm, các bạn đã quen tay rồi thì lúc đó các bạn mới nên làm. Còn khi chúng ta chưa tập làm quen với những cái cách bấm như thế này, mặc dù là cực kỳ là đơn giản thôi nhưng phải làm quen. Không ai sinh ra là đã biết đi ngay cả. Phải bò rồi lúc đấy mới tập đi. Đó, thì chúng ta phải làm quen. Thì khi làm quen rồi thì ở những cái phần cốt như thế này, nó có những cái phần gờ như thế này, thì chúng ta sẽ cũng phải làm quen để vào những cái phần như thế này sao cho nó khớp. Và khi cắm vào là phải chắc chứ không phải là cắm vào dứt một cái là nó ra ngay. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn phía trong này, nó có những cái phần ngoàm, phần gờ trong đó. Đó, thì tương tự như thế thì những cái phần ngoàm đó thì nó sẽ ăn vào đây hoặc là nó sẽ gờ vào đây. Ví dụ như ở đây mình có cái này, chân H4 này, cái này to. Thì mình sẽ nhặt một cái rắc cho các bạn coi. Ví dụ đây là cái rắc chân H4. Thì các bạn thấy ở đây nó có một cái gờ này, thì chúng ta cắm vào thì cái lưỡi gà này nó sẽ ăn vào cái gờ đó. Đó, cái lưỡi gà nó ăn vào cái gờ đó, nó sẽ chống ở đây thì nó sẽ không bị tụt ra. Nếu như chúng ta cắm ngược lại thì rút này cái nó sẽ ra luôn. Đó, những cái này cực kỳ là đơn giản nhưng nó sẽ là những cái bài học cơ bản để các bạn có thể là làm được những cái bộ dây sao cho nó chắc chắn, nó đẹp nhất có thể. Và những cái quy cách bấm như thế này nó sẽ là đẹp, nó sẽ chuẩn cho anh em mà muốn làm thợ, muốn chuyên bấm những cái bộ dây như thế này, là cần phải có những cái kiến thức để chúng ta sử dụng kìm và có những cái kiến thức để chúng ta làm những cái bộ dây sao cho nó ok nhất, nó đẹp nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cái video này nó hơi tào lao một xíu nhưng mà nó sẽ giúp ích được cho anh em trong cái công việc là bấm những cái bộ dây nguồn cho sạc như thế này, bấm những cái bộ dây cho bi led hay bi xenon, hoặc là anh em có thể làm chuyên sâu hơn, có thể là làm được những cái bộ dây nguồn dành cho ô tô như thế này. Thì đây là những cái bộ dây nguồn dành cho ô tô từ 24 về 12, thì bên mình thường xuyên làm và ship hàng cho những anh em về lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của mình hoặc là những anh em gara. Đó, mặc dù nó khá là đơn giản nhưng không phải là thợ nào cũng biết làm những cái bộ dây như này đâu. Đó, 24 về 12, không phải thợ nào cũng biết làm. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.